Rồi, Thách Cô Đồng Tháp kính chào tất cả toàn thể các anh em ha. Hôm nay là thứ bảy ngày anh em, cuối tuần. Em này bữa trước mình có quay cho anh em xem là 45 ngày đó, thì bữa nay một tuần nữa. Đây là gần một tuần nữa anh em. Ha. Thì cho em đó là bữa nay đó là 2 tháng ha. Thì bữa nay là mình giao cho khách nha anh em. Đây. Anh mắc công việc ha. Bữa nay anh mới lấy được, thì bữa nay là ở với mình, bữa nay nữa là mình giao cho khách ha, để mình quay cho anh em xem ha, cầm rồi mình móc lên cho anh em coi nha, để mình quay clip sẵn thì nó sợ anh em nói mình nó dốc ha. Đây, quay cho anh em xem ha, treo lên rút tay là đẩy nha anh em. Nãy xịt nước ướt giò. Nay mình đăng em này nữa là bữa nay mình quay lại là chưa được một tuần nha anh em. Thì như mình cho nó là gớm ghém là 2 tháng lòng ha. Quay cho anh em từ lúc xách ra cho tới mình treo lên luôn, chứ để mình quay trước thì nó có anh em nói không là cắt ghép mà nó mất công. Mình quay vậy cho nó dễ ha. Quay từ lúc từ trong nhà xách ra luôn. Hồi ngày hôm qua anh em mình treo đây nè, có con bổi, tại vì thường mấy con bổi mình về á, mấy con nào mà yếu là mình thả ra vòng vòng đây nè, mà ở đây thì không có cây tuốt dưới đó đó, nó xuống dưới đó đó anh em, nó ở hoặc là nó ở trong vườn này nè, nhưng mà chim mình kêu thì nó ban ra mình cái lồng dưới đó, thì con chè than á anh em, con chè than mới lấy về mình ra lồng mình bỏ dưới đất ha, dưới đó ở trong đó nó ra ha. Rồi ngày hôm qua là nó con bổi rớt lên nóc rồi là nó ôm nó cắn luôn nha anh em, mà mình vô mình lấy điện thoại thì mình quay không kịp ha, quay vô lấy điện thoại ra mà quay không kịp. Rồi xe nó chạy ngang, con bổi nó bay ngược trở vô trong vườn trống lại. Tại thường đây chim mình nhiều quá anh em, bổi nó về á nó không có dám đá mồi. Tại đây chim giống như chim mình thả ra về nó gặp màu nhiều quá nó cũng ớn, nó không giống vô đó, bay ra rồi mổ chọc cắn vài cái rồi nó bay đi. Quay sát bên cho anh em xem ha. Này mà đem đi giật là lấy cái lúa. Kéo gần lên cho anh em coi nè. À, thấy không? Máy mà thấy một cái nó chơi còn dữ nữa.
không anh em? Quay cho anh em coi thực tế ha, đứng sát nó luôn nha anh em. Nè, kè vô lòng cho anh em coi luôn nè. Đó. Chim gần chưa được 2 tháng lòng nữa mà nuôi nó dạng y như con chim mồi vậy thôi chứ sao anh em. Nói chung chim dạng này cũng tùy theo con nha anh em, chứ không phải là thần thánh gì nha anh em. Con nào nó dạng là nó dạng ha, con nào nó nhát là nó nhát, chứ không phải là mình là thần thánh gì mà nuôi chưa được 2 tháng lòng mà con chim nó dạng vậy ha. Rồi bye bye anh em nha, chúc tất cả mọi người một ngày thứ bảy tràn đầy hạnh phúc nha.